trước vong linh con trai em. Em xin quyết liệt đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết lấy lại công bằng cho con trai em. Em khẳng định rằng em không có nhận 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ của nhà ba bố con nhà kia. Mẹ nam sinh lớp 8 bác tin đồn nhận tiền tỷ của gia đình nghi phạm. Ngày 26 tháng 5, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong, vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn nhận tiền tỷ của gia đình nghi phạm, hòng bỏ qua vụ việc. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người trợ giúp pháp lý cho nam sinh cũng xác nhận thông tin. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, sau khi chu toàn hậu sự cho con trai, chị Lan gửi lời cảm tạ và biết ơn đến các cơ quan chức năng và tất cả mọi người đã giúp đỡ, tiễn đưa con trai mình về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Phú Thọ. Song song với đó, chị Lan cũng bác bỏ tin đồn thất thiệt, cho rằng hai mẹ con nhận tiền của ba bố con nghi phạm và tiến hành hòa giải. Mẹ con em khẳng định không có việc nhận 1 tỷ, 2 tỷ hay 3 tỷ của ba bố con nhà họ và cũng không có việc hòa giải với họ. Em vẫn luôn quyết liệt đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc, lấy lại công bằng cho con trai em. Chị Lan nói trong video cảm ơn và đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc. Diễn tiến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong, theo Công an Hà Nội xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3. Cháu Trần Vĩnh Khang, 12 tuổi, chơi tại khu vực Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh Nguyễn Hoàng Đạt tát vào mặt. Cháu Khang chạy đi gọi anh trai là Minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Hai anh em trên đường đi bộ ra sân Đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh Tâm nên kể lại sự việc. Lúc này, anh Tâm thấy cháu Minh chạy vào đấm, làm nam sinh Đạt ngã ra đất, thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, anh trở lại khu vực sân Đình Lệ Mật thì thấy Đạt có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó, chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, tử vong. Người hùng tái hiện lại cảnh phá tường cứu người trong vụ cháy ở Trung Kính. Hôm đó em cầm cây búa không thấy nặng như hôm nay. Sau vụ cháy thương tâm khiến cho 14 người tử vong tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, sự những đau thương mất mát lớn và một thảm họa mang đến, vẫn ánh lên trong đó là tình người. Lòng quả cảm của những con người bình thường nhất chẳng hề toan tính, và chính lòng thương người, quyết tâm cứu người khi gặp nạn là một động lực khiến cho những người bình thường này trở thành người hùng, khiến cho những điều không thể trở thành có thể. Trong một chương trình phát thanh và truyền hình Hà Nội, Đồng Văn Tuấn sinh năm 2003, người hùng trong đoạn video đập tường cứu người được cộng đồng chia sẻ rầm rộ những ngày qua. Khi cầm lại chính cây búa mình đã sử dụng trong vụ cháy đã cảm thấy cảm giác rất khác. Hôm đó em cầm không thấy nặng như hôm nay, em thấy cây búa nặng hơn rất nhiều so với khi dùng để cứu người hôm đó. Đồng Văn Tuấn chia sẻ, với vóc người khá nhỏ con, cao 1m68cm, nặng khoảng 50kg của anh Tuấn, việc vung một cây búa với cán làm bằng sắt, kéo từ dưới lên trên bằng một tay để đập tường là điều vô cùng khó khăn. Và nhưng chàng trai 21 tuổi này dường như gạt bỏ trong đầu mọi tính toán, trở ngại ấy, và chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu người. Một người khác đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp anh Tuấn giữ thang, lấy lực để có thể đập tường chính là anh Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2003, cũng chia sẻ bản thân khi đó cũng chẳng hề tính toán gì nhiều, chỉ muốn tìm cách nhanh nhất để đưa người gặp nạn ra ngoài. Và một người nữa trong câu chuyện của cả Văn Tuấn và anh Tuấn chính là anh Phạm Quốc Luật. Ít ai biết anh chính là người đã trực tiếp đập vỡ tường và đưa những người phía trong ra ngoài. Ba anh em đã cùng chí hướng cứu người và mong muốn cứu người, và tiếng hét của những người ở trong là động lực để ba anh em cứu người. Hoàng Anh Tuấn chia sẻ động lực, cả ba người khi đấy chẳng hề quen biết nhau nhưng vẫn phối hợp vô cùng hoàn hảo. Trong ngày 25 tháng 5, hai bạn Văn Tuấn và anh Tuấn đã quay trở về nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm để thắp nén hương cho những người xấu số. Cả hai đều thấy nghẹn ngào trước nỗi mất mát quá lớn này. Công an đang điều tra vụ hai thanh niên tử vong dưới rãnh cống nước ven quốc lộ 55. Sáng 26 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện hai thanh niên tử vong dưới rãnh cống thoát nước trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1 giờ sáng 26 tháng 5, người đi đường phát hiện hai người tử vong dưới rãnh cống thoát nước ven quốc lộ 55. Bên cạnh đó là xe máy nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã La Ghi đã cử cán bộ đến hiện trường.
tại km 76 quốc lộ 55 thuộc xã Tân Phước, thị xã La Ghi. Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định hai nạn nhân là Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 2005, và Trần Hữu Tính, sinh năm 2011. Tại hiện trường, xe máy đổ ngã trên miệng rãnh cống thoát nước, cạnh đó là hai nạn nhân. Bước đầu, nhiều người nhận định có khả năng hai nạn nhân đi trên xe máy lưu thông hướng tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, và khi đến địa điểm trên thì xảy ra sự cố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Ghi đã khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai nạn nhân. Chiêu câu khách mua dâm qua mạng xã hội của chủ nhà hàng karaoke ở thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị cáo Triệu Bửu Phước, 45 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Loan, 35 tuổi và Vương Ngọc Trân, 28 tuổi về tội môi giới mại dâm. Theo hồ sơ, vào tháng 5 năm 2019, Triệu Bửu Phước ký hợp đồng thuê mặt bằng gồm 2 tầng và 14 phòng tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ống Lãnh, quận 1 để kinh doanh nhà hàng karaoke. Trong quá trình hoạt động, Phước thuê Nguyễn Thị Hồng Loan và Vương Ngọc Trân làm quản lý. Do chi phí thuê mặt bằng cao và lượng khách vắng, Phước đã tăng số lượng tiếp viên nữ phục vụ tại nhà hàng. Phước tải clip khiêu dâm về và đăng tải quảng cáo trên mạng xã hội để câu khách hoặc thông qua những người dẫn đoàn và giảm 35% trên hóa đơn cho người đặt bàn trước. Khi khách đến hát và có nhu cầu mua dâm, Phước chỉ đạo Loan và Trân cho nữ tiếp viên bán dâm với giá 3 triệu đồng một lượt và 5 triệu đồng khi qua đêm. Khách tìm gái bán dâm qua ứng dụng WeChat sẽ được hướng dẫn đến nhà hàng. Tiếp viên tại nhà hàng được chia làm hai nhóm, một nhóm chỉ phục vụ rót bia cho khách và một nhóm khác phục vụ khi khách có nhu cầu mua dâm. Việc mua bán được khách và tiếp viên tự thỏa thuận. Khi đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ ra ngoài thuê khách sạn. Trước khi đi, tiếp viên phải báo cáo và ký vào đơn xin về sớm, nộp cho bảo vệ để xác nhận việc rời nhà hàng, đi bán dâm và không quay lại. Tối ngày 24 tháng 9 năm 2019, một nhóm khách đến phòng VIP để ăn uống và hát, có nữ tiếp viên phục vụ. Khi biết khách có nhu cầu, Loan gọi tất cả tiếp viên lên phòng để khách lựa chọn. Sau khi lựa chọn 4 tiếp viên, nhóm khách dẫn 2 tiếp viên đi ra ngoài thuê khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, quận 1. Ngay đêm đó, công an kiểm tra và phát hiện việc mua bán dâm. Hai đầu, hết hơn 200 triệu nhá. Tôi không nói, tiền cổng, tiền bãi, tiền cổng là tiền gì? Tiền cổng vào cửa khẩu. Không có cái tiền cái... Triệu tập người đàn ông đợi thu phế xe hàng vào cửa khẩu Kim Thành. Chiều ngày 26 tháng 5, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã triệu tập người đàn ông tên Cường về hành vi đòi thu phế 500.000 đồng mỗi xe chở hàng vào cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, cửa khẩu Kim Thành, gây xôn xao dư luận. Theo vị lãnh đạo, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Qua xác minh ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, một lái xe biển kiểm soát tỉnh Bình Định chở hàng xuất khẩu đi qua bến bãi ở cửa khẩu Kim Thành sang Trung Quốc bất ngờ bị một người đàn ông đòi thu tiền. Trong đoạn hội thoại trên video, người đàn ông này nói đây là tiền cổng vào cửa khẩu. Khi tài xế nói đã đóng tiền cổng thì người này nói tiền cổng là tiền cổng, tiền bãi là tiền bãi. Nghĩa là hai loại tiền các tài xế phải đóng khác nhau khi vào khu vực cửa khẩu Kim Thành và xe nào cũng phải chịu như vậy. Theo các tài xế, tất cả các phương tiện xuất khẩu hàng hóa trước khi vào sâu trong khu vực cửa khẩu Kim Thành đều phải qua bãi KB2 để làm thủ tục báo quan. Thuật ngữ chỉ việc liên quan đến chi phí không chính thức khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Việc xuất hiện các đối tượng đứng ra thu phế phương tiện chở hàng xuất khẩu đi qua bến bãi ở cửa khẩu Kim Thành đã xuất hiện từ lâu, gây bức xúc cho tài xế. Theo cơ quan chức năng, hiện nay người quay và công bố video trên mạng xã hội về vụ việc đã làm thủ tục xuất cảnh chở hàng sang Trung Quốc nên phải chờ người này về làm việc mới có kết quả xác minh, xử lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.